không cách nào đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la cấp đồ. Hôm nay đột phá hơn nữa là bởi vì cơ duyên xảo hợp, mà phần cơ duyên này chính là Đường Vũ Lân mang cho hắn. Ta chính là Trảm Long Đao, Tư Mã Kim Chỉ lúc này đắng chát nói. Đường Vũ Lân đầu óc mơ hồ nói, có ý tứ gì vậy, ngươi chính là Trảm Long Đao sao? Tư Mã Kim Chỉ lại nói, đúng vậy, ta không phải nhân loại, ta chính là Trảm Long Đao, hoặc có lẽ ta là Trảm Long Đao đào hồn. Tình cảnh vừa rồi người đã nhìn thấy đấy, Trảm Long Đao của ta chính là Long Thần sừng sừng của chính mình chế tạo ra thần khí, chính là Long tộc pháp đao, châm pháp Long tộc, hết thảy Long tộc sau khi làm lỗi đều sẽ phải chịu Trảm Long Đao quản giáo cùng với ước thúc. Mới vừa rồi đang cùng với Trảm Long Đao dung hợp thời điểm, trong đầu của ta nhiều hơn rất nhiều tin tức. Long thần ở tại ở trong Trảm Long Đao ý niệm truyền đưa cho ta những tin tức này, mới để cho ta minh bạch ra rất nhiều chuyện. Những thứ này cũng đều là ta muốn nói cho người biết. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn, trong lòng càng ngày càng tràn ngập tò mò. Long thần đều nói cho người biết cái gì? Tư Mã Kim Chỉ lúc này trầm giọng nói, thần giới đại biến, Long thần dẫn theo thần thú cùng với thần cách đại chiến một trận, cuối cùng đại bại thua thiệt, nhưng cho đến thời khắc cuối cùng, Long thần mới rõ ràng, mình là bị tiểu nhân kích bác lì gián bố trí. Long thần vốn là hết thảy thần trí, thần thú chi vương, tại trong thần giới, đều là nhân vật mạnh mẽ nhất, một chọi một dưới tình huống cho dù là trưởng quản thần giới, giới ủy viên hội, ngũ đại thần vương đã không thể nào so với hắn. Nhưng là chính bởi vì tự thân thực lực cường đại cũng để cho Long thần có tự thần kiêu ngạo. Về sau đã bị tiểu nhân châm ngòi cùng với hãm hại, Long thần dẫn đầu thần thú cùng với thần giới cách đám đại chiến một trận, đúc thành sai lầm lớn. Nhân loại thần cách cuối cùng số lượng thêm nữa, trình thể lực lượng càng mạnh hơn, cuối cùng Long thần vẫn lạc. Trước khi rơi xuống hắn mới biết được, Long thần dù sao cũng là tố đỉnh đỉnh cường đại thần cách, cho dù là vẫn là cũng sẽ không triệt để tử vong. Lực lượng của hắn chia làm hai bộ phận, hóa thành Kim Long Vương cùng với Ngân Long Vương, mà khi đó hắn đã hối hận, bởi vì mình quá độ kiêu ngạo, đưa đến một cuộc vốn không nên phát sinh ra chiến tranh xuất hiện, càng đưa đến thần thú nhất mạch cùng với Long tộc suy vong. Trước kia chết, hắn đem Long tộc pháp đao này ném ra bên ngoài, mang cùng với chính mình cuối cùng trí nhớ, đi tới trên đấu la đại lục, ngủ sai nhiều năm về sau, pháp đao sức mạnh của bản thân bắt đầu thức tỉnh. Tại khí thức của hắn xuất hiện ra tại trên đấu la đại lục về sau, Long tộc pháp đao bắt đầu thức tỉnh, cuối cùng ngưng tụ thành hình, liên hóa thân thành một đứa cô nhi, người đó chính là ta. Nghe xong lời nói của Tư Mã Kim Chỉ, trong lòng của Đường Vũ Lân rất nhiều ý niệm trong đầu tùy theo lổ lên trên, khí tức của Long Thần chẳng lẽ là ta? Tư Mã Kim Chỉ lúc này tiếp tục nói, ta bị cha mẹ lùi thú dưỡng, 6 tuổi lúc thức tỉnh vũ hồn Trảm Long Đao, tiên thiên mã hồn lực, rất nhanh thì là nhận lấy có trong, sau đó một đường xuôi gió xuôi nước tăng cao tu vi, bằng vào cường đại Trảm Long Đao vũ hồn, vượt mọi chúng gái, người khác đều cần hồn linh đến để thăng hồn kỹ, mà ta còn chưa có thể không cần, chỉ cần đột phá tu vi, vũ hồn kỹ của ta lúc này sẽ một cách tự nhiên sinh ra, vẫn luôn luôn ưu thế lớn nhất của ta. Cho đến của ta hồn lực đạt tới cấp 89 về sau, làm thế nào cũng không cách nào lửa tiếp tục tăng lên trên. Khi đó ta đã gia nhập Lam Vương quân đoàn, sẽ không ngừng tìm người luận bàn, từng muốn ở trong chiến đấu nghĩ đến pháp tăng lên chính mình. Thế nhưng mà, thực lực chiến đấu năng lực là tăng lên, nhưng cảnh giới tu vi nhiều trước thì chung không có bất cứ động tĩnh gì, cho đến khi ta gặp ngươi. Tuy rằng Tư Mã Kim Chỉ nói tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi, nhưng ở trong lòng của Đường Vũ Lân lúc này vẫn tin tưởng, giống như chuyện thân của chính hắn xuất hiện ra Kim Long Vương huyết mạch giống nhau. Tư Mã Kim Chỉ là Trảm Long Đao biến thành lại có cái gì không thể nào cơ chứ. Hôm nay tao rốt cuộc đột phá, nhưng mà ta thật sự không muốn như vậy đột phá. Bởi vì sau khi đột phá, ta mới hiểu được chính mình kỳ thật chẳng qua là Long tộc pháp đào tạo ra đào hồn mà thôi. Mà chính là bởi vì chân thân của ngươi có Long thần khí tức mới có thể để cho tu vi của ta tăng lên trên. Đang đột phá phong hào đấu la cảnh giới lúc biết rõ ràng hết thấy, cho nên ngươi là chủ thượng của ta, ta chính là Long tộc pháp đào của ngươi, Trảm Long. Nói xong lời nói cuối cùng, Tư Mã Kim Chỉ lúc này thở dài một tiếng, cả người yêu tư cũng không khỏi là chịu trần ngập. Hắn chính là Long giác biến thành, tựa như Đường Vũ Lân ở trong tay Hoàng Kim Long Thương, chính là xương sườn của Kim Long Vương giống nhau, đều là thần khí. Hắn đã có được trí tuệ hóa thân thành người, nhưng hắn đã thành thói quen người của chính mình loại thân phận, càng hy vọng mình có một con người thực sự. Hiện tại xem ra, đây hết thảy tuy nhiên cũng không thể nào, hắn không hề là nhân loại, hắn chẳng qua là đào hồn, hơn nữa là có chủ nhân đào hồn. Tư Mã đại ca, ta không biết ở thời điểm này lên khuyên như thế nào ngươi, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, trên người của ta cũng đồng dạng có rất nhiều vấn đề, ngươi như thế công bằng ta cũng không có gì giấu giếm. Đường Phu Lân lúc này chân thành nhìn xem Tư Mã Kim Chỉ.
Tại ma quỷ đảo chúng ta, chúng vị lão mà dạy bảo phía dưới, hắn biết rõ ràng đến mặt với hạng người gì muốn xử lý như thế nào quan hệ lẫn nhau. Tư Mã Kim Trì lúc này nhìn qua đột phá tu vi, nhưng bởi vì biết mình cùng với phi nhân loại chính là chạm lòng đào đa hồn sau chuyện này, làm cho hắn có ngàn vạn lần liệm câu hỏi cảm giác là một khi cảm giác này tiếp tục, như vậy rất có thể sẽ để cho hắn lâm vào trong thung lũng. Mà đối mặt với Tư Mã Kim Trì, Đường Phụ Lân cũng đồng dạng có gan đồng bệnh tương liên cảm giác, giống như vận mệnh của Tư Mã Kim Trì một mực đã bị chạm lòng đào điều khiển giống nhau. Vận mệnh của hắn cảm giác không phải là cùng với tự thân Kim Long Vương huyết mạch cùng một nhịp thở chứ. Nếu như không có Kim Long Vương huyết mạch, liền không có hắn hiện tại, cũng liền lại càng không có thực lực của hắn bây giờ. Nhưng tương tự đấy, Kim Long Vương huyết mạch cũng mang cho hắn quá nhiều trách nhiệm cùng với nguy hiểm. Tư Mã Kim Trì nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng đồng dạng hiếu kỳ, chẳng lẽ người này thật sự là Long Thần chuyển thế phải không? Đường Vũ Lân nhìn ra trong lòng của hắn ý niệm trong đầu, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói, đầu tiên ta cũng không phải là cái gì Long Thần chuyển thế, cũng không phải Long Thần hẳn là thật sự đã bị chết, ta thậm chí đã nhìn thấy qua hải cốt của hắn. Nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở trong lòng cốc hết thấy. Về sau thi thể của Long Thần tuy rằng biến mất, nhưng hắn như trước có thể khẳng định cái kia Long tộc mộ địa ở bên trong rất có thể là Long Thần cuối cùng đã chết đi. Ta chỉ là nhân loại bình thường, nhưng không giống nhiều người, chính là ta có bà và mẫu thân. Ta cũng không phải cô nhi, lúc nhỏ ta rất bình thường, làm ta 6 tuổi thức tỉnh vũ hồn thời điểm, ta chẳng qua là phế phồn làm ngân thảo mà thôi. Vào đúng lúc đó, ta thật sự cho rằng chính mình không có thể trở thành trong giấc mơ là hồn sư, trong giấc mộng cường đại cơ giáp sư rồi. May mắn duy nhất chính là đi đối với vũ hồn thức tính, trên thân của ta lúc này có hồn lực đồng thời xuất hiện. Lúc ấy thì cha mẹ của ta đều cho rằng ta không có khả năng đi lần đi hồn sư con đường này, nhưng ta như trước là quyết định muốn đi thử một chút. Ta 6 tuổi thời điểm này đã bắt đầu học tập đoán tạo. Nói đến lòng chua xót, học tập đoán tạo tùy nguyên nhân rất là nguyên nhân, chính là hy vọng có thể lời ít tiếng, làm hồn lực tư vi tăng lên tới cấp 10, thời điểm đó mua cho chính mình một cái tiện nghi nhất hồn linh. Đường Phụ Lân mấy câu nói ra vừa rồi, nét mặt của Tư Mã Kim Trì cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn thấy chỉ là một cái cường đại Kim Long Vương. Tại tinh đấu chiến võng, toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên chiến vô bất khuất chính là Kim Long Vương. Lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân có như vậy chuyện cũ, so với chính mình hắn tu luyện chỉ lộ giống như càng thêm nhiều gian nan. Người có thể tưởng tượng sao, làm như ra thế nào hao phí hết tâm lực, mỗi ngày dốc sức liều mạng cố gắng số cùng góp đủ tiền thời điểm, mua được như trước là một cái tàn thứ phẩm hồn linh. Dù là đã qua rất nhiều lắm, có thể mỗi khi Đường Vũ Lân vang lên trên lúc trước một màn kia khởi điểm, nhưng như cũ nhịn không được trong lòng đắng chát. 3 năm, dòng dã 3 năm, ta mỗi ngày đều đang nỗ lực đoán tạo, chân tay của ta viết chai lổ lên trên một tầng lại một tầng, bong bóng ma bình lần lượt từng cái, mới xúc cuồng tích lũy ra đủ tiền, nhưng mà đổi lấy chỉ là tản thứ phẩm hồn linh. Ngày đó ta khóc rất thương tâm, vô lần ai khuyên ta cũng nghe không lọt. Khi đó ta liền suy nghĩ, vì cái gì trời cao đối với ta như trước là chẳng công bằng, vì cái gì luôn xấu nhất tình huống xuất hiện ra trên người của ta. Khóc quá, thống khổ quá rồi, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn dung hợp nó. Dù là nó chẳng qua là tàn thứ phẩm hồn linh, ta cũng quyết không buông bỏ. Ta muốn trở thành một danh hồn sư, ta muốn hướng cường giả phương hướng cố gắng. Dù là cuối cùng thất bại cũng sẽ không tiếc. Sau đó ta dung hợp ra của ta cái thứ nhất hồn linh, nó rất nhỏ yếu, mang cho ta cũng chỉ là yếu ớt nhất hồn kỹ. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, ta rốt cuộc đã trở thành một tên chân chính hồn sư. Về sau ta đột nhiên phát hiện, trong thân thể của chính mình lúc này hơn nhiều ra một loại lực lượng. Ta làm mộng, mơ tới ở trong thân thể của ta lúc này có thập bát tầng phong ấn. Mỗi một tầng phong ấn đằng sau đều có một cỗ lực lượng cường đại tồn tại. Làm tầng thứ nhất phong ấn phá vỡ về sau, phong ấn về sau năng lực ẩn chứa cùng với thân thể của ta đem kết hợp trở lại. Một lần kia ta thống khổ, suýt nữa thân thể bị rách ra. Cuối cùng thì ta đã chịu xuống, thân thể của ta bắt đầu có cảm giác thoát thai hoán cốt. Ta so với kỹ lực của người khác lớn hơn nhiều lắm, ta cũng bắt đầu đã có được thuộc về chính mình một ít đặc thù năng lực. Rất lâu sau đó ta mới biết được, cái kia là tớ từ Kim Long Vương huyết mạch lực lượng, mà trong cơ thể của ta 18 đạo phong ấn, giống như chính là phong ấn huyết mạch chi lực lượng của Kim Long Vương. Long thần ban đầu ở thần giới bị chém giết, chính là biến thành Kim Long Vương cùng với Ngân Long Vương. Trên người của ta giống như chỉ có lực lượng của Kim Long Vương, ta không biết nó tại sao phải tại trong thân thể của ta, nhưng nó vẫn giúp ta cường đại, thế như trước đồng dạng một mực ở uy hiếp tính mạng của ta.
Kim Long Vương ở trong phong ấn năng lượng này, mỗi một tầng đều so sánh với tầng một tăng lên trên thực sự khủng bố, to lớn hơn. Mỗi một lần dung hợp ra quá trình với ta mà nói đều là sinh tử khảo nghiệm. Tại lực lượng cường đại sau lưng là tùy thời có khả năng để cho ta hỏng mất khủng bố. Bao giờ cũng vậy, ta đều đang đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Cho tới bây giờ, ta như trước có bao nhiêu tầng phong ấn chưa từng đột phá, mà càng về sau là mang cho ta cảm giác nguy cơ cũng sẽ càng mạnh. Nói không chừng có một ngày ta muốn không chịu nổi, thân thể muốn tùy theo đó mà nổ nát vốn. Có thể đi cho tới ngày hôm nay một bước này, chúng ta đều bỏ ra rất nhiều, ai đều phải đối mặt với vấn đề của chính mình. Coi như là người hôm nay biết chính mình là chảm lòng đáo đa hồn thì như thế nào chứ? Người đồng dạng cũng là một cá nhân loại, người và người bình thường có cái gì khác biệt sao? Cũng không có, người cũng là dựa theo nhân loại phương thức đang tu luyện, cũng có được loài người thân hình, ít nhất người không có ta đối mặt như vậy phong ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ sự uy hiếp đến cái chết. Chúng ta chỉ có thể, coi như là để bị long thần ảnh hưởng, đồng mệnh tương liên đồng bón, không tồn tại cái gì trên dưới quan hệ, cho nên Từ Mã đại ca, người sau này cũng không nên gọi ta là cái gì chủ thượng. Ta cũng không phải chủ thượng, ta cũng đồng dạng là long thần lực lượng thu được lợi ích thôi, hoặc giả nói chính là người hy sinh. Nếu như chúng ta có được như vậy lực lượng cường đại, như vậy liền phải tốt hơn đem những lực lượng này vận dụng, làm chúng ta tự tình là muốn làm. Chỉ cần chúng ta không thẹn với thiên địa, không thẹn với minh tâm, lực lượng đến từ đâu thật trọng yếu nhất như vậy hay sao? Đường Phong Lân đang nói ra lời nói này thời điểm, một mực ở nhìn mắt của Từ Mã Kim Chí, bốn mắt nhìn nhau, hắn mỗi một chữ một cái đều là tràn đầy chân thành mùi vị.